Khán giả tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vừa được thưởng thức chương trình hòa nhạc thính phòng String Party giữa các nghệ sĩ tài năng của hai nước Việt Pháp. Nhóm nghệ sĩ đến từ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp cùng các nghệ sĩ tài năng gốc Việt là Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hữu Khôi Nam đã mang đến những màn trình diễn nhạc cụ dây qua các tác phẩm của ba nhà soạn nhạc là Mendelssohn, Brahms và Tchaikovsky. Bữa tiệc nhạc cụ dây gồm violin, viola, cello và contrabass qua sự tài tình của các nghệ sĩ đã góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến gần với khán giả hơn.